Xin chào và các bạn, mình là Nemu của Nemet Gamer Channel. Thì tiếp tục đến với cái cuối cùng của cái series BK bên Sẹt Qua Trung nha. Sẹt Qua chơi Bắc Môn á, chơi BK Bắc Môn ơi, cho nên là mình đánh thêm một ạc nữa. Rồi ok, đây cũng là cái ạc cuối trong cái ạc bên Sẹt Qua Trung của mình thôi. Mình chỉ chơi một ạc chính này với lại ba ạc phụ. Thực ra ạc phụ mình có nhiều server lắm, nhưng mà kiểu như ba server phụ này là thường mình hay vô, tại vì do là có team của top server 200 triệu với lại có một cái ạc sẽ có test đó, vậy cho nên là vô mấy server này kiểu như mình để một là mình test được tướng, hai là mình sẽ kiểu như là coi được team của top server 18 gì đây, hai chữ đầu tiên là chữ 18 Diamond, lấy Saiki với lại Mari, hay là Saiki với lại thổ. Ô Mari, 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 Mari. Hotaru với Lương. Chị Lương lục môn ngon lắm. Tứ môn chị Lương mạnh, đạp thổ được. Hotaru chắc chắn rồi. Tam hệ, mà tam hệ này hơi toan. Tam hệ hơi toan. Tam hệ này hơi toan đó. Khả năng Kaseki tên 1 có nổ do nó sẽ ra Hotaru với con Mari chung. Khả năng rất Kaseki sẽ có nổ. Vậy chắc cướp mình phía tướng đi ha. Không fit cũng không được nữa, vấn đề nằm chỗ đó, nó không fit không được. Không fit cũng éo được nữa. Tại vì có nhiều con cùi quá nè. Không được. Chắc chắn có nộ luôn á, hai con kỹ Robert nè, chắc chắn có nộ rồi. Ô. Mẹ nó không có một cái độc chiêu nào luôn. Mẹ nó không một cái độc chiêu. Ô, giảm nổ Hotaru hả? Đào cũng chết luôn. Mấy con này tuổi gì vậy? Con này tuổi gì mà đòi đánh với lại mấy cái con đời sau hả? Tuổi gì? Éo có tuổi luôn. Cái này có gì chứ khó, tại vì con nó được con tăng ngon con Seki. Thổ chưa tuyệt kỹ, thổ yếu xìu rồi. Mình có con nào tăng ở đâu. Mình có con nào tăng đâu mà ấy. Showtime!
Mình chết hai con, nó cũng chết hai con. Lương hay Mari, càng ra Mari chứ, ra Mari với Lương đẹp hơn ra cũ ta. Cái này đâu phòng Lương đạp đầu, đạp đầu thổ rồi, thổ chắc là thổ chết luôn á. Ô nó nhát kìa. Ôi mày ơi, Hotaru vô thế rồi, chết thổ rồi. Mẹ Hotaru vô thế là toang rồi. Ui mẹ hên vậy. Mẹ hên vậy. Ui da. Ừ. Cụ éo chết. Cụ sống lâu thành bất tử à. Ê, giờ mới ra lương à. Ôi phí nổ lương vậy. Ôi mày mày chết luôn. Đây muốn đập đất nó một cái đây mọi ơi. Ừ hơi lực lên được không có quả sơn luôn. Giờ nó gục luôn, hay quá hên vậy. Trời ơi, má ơi chị lương một cái độc chiêu. Một cái đầu chiêu chết con mi chi phun cây. Sợ thiệt. Ủa sao kia ngồi dậy luôn rồi kìa. Quá nhanh vậy. Rồi bị bút nữa rồi. Bút do con kia ngồi dậy má mình không có nào dậy hiệu ứng rồi chết rồi. Ui rồi ui. Nếu con nào dậy hiệu ứng cho. Ủa sao con sao con hồi nãy à quên con Mari á, mình cứ quên con Mari này nó nổ vô mình á là mình sẽ bị mất nộ á, bị mất nộ quên hoài à, chết rồi. Ui rồi ôi mẹ mày đam kìa, vãi cả đam kìa. Ui ui vãi cả đam kìa. Cho phía cả phải rồi. Thôi chưa mất nội tại. Thì Lương chưa lên kịp nội tại thì Lương chết luôn chưa đâu. Chết luôn à. Ô chưa hả? Má lại bị mất nộ từ con Mari nữa. Má con quỷ Mari này. Lại bị mất nộ từ Mari. Phải để dồn nam vô ấy. Khoái à. Mari chết chưa?
Marie nó trâu. Ủa, tên mấy rồi ta? Tên 8 hay tên 9 rồi ta? Ui mẹ mày, mất nộ nữa. Ôi trời ơi, mẹ con Mari. Xuất gia Mari trâu vãi lọ. Sợ thiệt á. À, con Mari này chắc là mình phải coi là bộ kỹ năng của nó coi, kiểu như là khi nào mà nó sẽ giảm nộ nha. Mình hồi nãy pha kia mình đánh vô con lương, tự nhiên cái team mình cũng bị giảm nộ nữa. Để có gì rảnh mình ngồi mình dịch lại con Mari đi. Mày chứ đánh BK kiểu này mà quên cái vụ một con Mari nha. Lại đánh trước à. Ôi trời ơi, lại Diamond, lại Diamond mày ơi mày. Ô. Thổ Mari. Thổ là chắc rồi. Benny Choi hay là Hen, chắc Hen nè. À ca phải mấy tên cool, mấy tên cool ca phải. Tên nó hơi bị trâu, hơi bị trâu đó nha. Gọi là hơi bị trâu á. Hả, à, át cao bồi á. Át cao bồi. Đi đu đi đu đi đu. Hồi xưa nhảy Âu mình khoái cái bài đó lắm. Bài Space Cowboy. Ủa da. Ừ ê, Diamond bị dính cái kia. Úi trời ơi. Sa Hajime Maso. Ờ, đam vô con Benny luôn nè. Một nội tại luôn. Hay quá vậy, một nội tại luôn. Còn nó tại Mari rồi. Xá. À quên. Đỡ. Ừ. Phải rồi mà. Chị Lương thiệt đúng là đạp thổ như con luôn. Như con luôn. Thổ toan luôn rồi, ghê thiệt. Sợ vãi. Red cookie. Có Yuri thì mình không sợ cái vụ CC lắm. Yuri nó giải cho. Không phải là giải mà là nó đổi. Nhưng mà team mà bị CC đúng không? Nó đổi CC, cái CC đó nó giải cho team mình, nó gây cái gì qua bên kia lại. Một đấm. Qué lên đỡ đòn.
Ly kích nộ à? Xá Hajime ma số. Phong lâm hỏa sơn. Ôi no 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 no. Tung kìa, đồng chí kích thêm cái nữa. Ô không đủ à? Ô pha đó vậy mà không đủ để truy kích kìa. Ôi dồi ôi mẹ mày đam. Vãi cả đam. Vãi cả đam luôn. Sợ thiệt. Sợ đam vãi lọ. À Yuri không lên được chí mạng vậy. Xá Hajime ma số. Ôi mẹ mày. Không đủ để truy kích nữa, bị vậy. Ủa sao nó không đủ để truy kích vậy ta? Thiệt. Sao không đủ được ha? Cái pha này để Mario nó hành động được. Ôi ôi mẹ ơi, đây chưa bỏ khiên nữa. Hai cái khiên. Ôi ôi mẹ ơi, có cái khiên này mẹ con Sumi nổ éo éo phá được kìa. À, có cái khiên ghẻ mà éo phá được. Cay nhờ. À, có cái khiên mỏng dính nè. Không phải mỏng nhưng mà có nghĩa là không nghĩ phá đó là nổ không đủ á. Ây da, mẹ tim cũng nát nát rồi nha, nát nát rồi đó. Showtime. Nát nát rồi đó. Ui ui mẹ mày chết con. Ui hên nó chưa chết. Ờ không, phải cũng chết rồi. Chị đừng chết luôn à, còn Mario khó chịu thật sự. Ui mẹ mày lại quên nữa. À, lại quên cái trò con Mario này. À, nãy vừa nói xong. À, khó chịu vậy. Mẹ không giết nó nhanh thì phi cũng phức hết sức luôn á. À, con quỷ con Mari sợ thiệt á. Ây da, chết rồi. Nó nhồi lửa vô người. Die forever, man.
Ừ, đập đất nó, đập đất nó, Diamond. Mẹ mày ngủ luôn thôi, toàn rồi. À, chết rồi. Ôi mẹ mày, nó nhồi lửa vô, nó nhồi lửa vô kìa, ráng lên Diamond ơi. Ôi má, nó nhồi lửa vô người. Ôi nghe mùi toan rồi á. Ôi chết luôn. Má hay thật sự á. Hay vãi chưởng luôn. Cái này là hay nha, cái này là hay đó. Cái này là hay á. À. Hen còn cái hồi sinh, vai một cái hồi sinh. Để tìm mà đánh hay thì nói nó đánh hay nha. Ô, cái what the hell. Ủa, nó có vụ nó đánh dấu cái con kia luôn hả? Á đù. Mẹ ơi, nó có cái vụ nó đánh dấu cái con kia để nó ấy luôn hả? Nó thua con mẹ rồi. Không phá nổi cái khiên nữa kìa. Không giết nổi con Martin Kun nữa. Phải đó, con Hen nó nổ qua cái kiểu kia. Thua. Trận này hay quá. À, thằng kia nó xài, nó phải kia nó xài con ca phải hay quá. Xài ca phải hay thật sự. Đúng rồi, nó con này nó đánh dấu vô á, đánh dấu. Gáy liền không? Biết win là gáy liền. Hay. À, phải nó xài con ấy hay quá. Má khúc cuối bị đúng con Martin Kun, nó cho ngủ. À cũng lượt 10 giờ mình đánh sao, mình đánh trước mình vẫn thua. Ờ à, mình đánh trước nè, lượt 10 rồi nè, cái số 0 rồi kìa. Hay. À pha đó mẹ giết không nổi con Mari, mà để con Mari nó sống. Cứ mỗi lần ấy nó lại giảm nộ mình. Pha đó lấy con Mari mà chống được Diamond hay thật sự. Cái con Trang à. Trang trôi không? Terry à? Ôi xoay Terry à? Terry với con Ghi à? Còn khả năng cao trường mình nó sụt rồi, Athena vẫn còn xài được nha, thấy không? Không những Athena xài được mà còn ngon nữa kìa. Kèo này không có mấy con Imba nhiều thì con Athena chơi được. Lắc à. Ồ, phía tướng à.
Hay à! Bản thân luôn đi. Mẹ bản thân à. Ôi dồi ôi, mẹ Terry à, Terry. Mẹ Terry mới vô sân mẹ đi cái nội tại. Ủa, nó quýnh thường hả, nó quên hả? Tại sao nó quýnh thường hả? Nội gì kì vậy? Phải nổ Terry trước để đánh dấu cái ấn sói vô. Terry chạy cối à mày? Phải nổ Terry chạy cối vậy? Mẹ họ chạy tên cối à? Mẹ Terry chạy cối. Ôi, ôi mẹ đợi Mari đã đoàn chí mạng được hả? Mari đã đoàn chí mạng được hả ta? Mới biết. Mari đỡ đòn được chí mạng. Nhi ghê đó. Ô sao vậy nè? Thì bạn thấy no hope rồi. À, ok, thì video mình đánh BK chế độ bắt môn full tư chất 15 mình sẽ qua chung ở đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like share, một đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.